Chiều ngày 28 tháng 1, tại buổi họp báo thường kỳ chính phủ tháng 1, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc đưa học sinh trở lại trường là mối quan tâm của toàn xã hội. Chính phủ sẽ chỉ đạo quyết liệt để sớm đưa học sinh sinh viên trở lại trường học trong thời gian sớm nhất. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã ban hành văn bản hướng dẫn, trong đó tập trung chỉ đạo, đề nghị các địa phương quyết liệt và nhanh chóng có các biện pháp, kế hoạch và lộ trình kiểm tra lại cơ sở vật chất, an toàn các trường học để sớm đưa học sinh trở lại trường trước ngày 14 tháng 2 năm 2022. Thì khối trung học phổ thông với tỷ lệ là 63 trên 63 tỉnh thành đã có kế hoạch để đưa học sinh trở lại trường, đạt tiến 100%. Khối đại học cao đẳng đứng thứ hai là khoảng 91% số trường đã có kế hoạch đưa sinh viên trở lại trường. Dự kiến đến ngày 7 tháng 2, khối trung học cơ sở thì có 57 trên 63 tỉnh thành phố và khối tiểu học thì có 53 trên 63 tỉnh thành phố. Xin hỏi quan điểm của người phát ngôn chính phủ về một số cơ quan báo chí quan tâm đặt vấn đề về phương án mở cửa khi nhiều học sinh chưa tiêm vaccine. Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo nghị quyết số 128 đã quy định rõ và hướng dẫn các tiêu chí để đưa học sinh học trực tiếp tại trường. Tuy nhiên, ông Hoàng Minh Sơn, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, nghị quyết không nói việc tiêm vaccine là điều kiện. Chúng tôi cho rằng là các địa phương nên có cái lộ trình để từng bước đưa học sinh nhỏ tuổi tới trường. Bởi chúng ta cũng phải căn cứ vào thực tiễn. Chúng ta không đưa học sinh tới trường thì làm thế nào biết được là chúng ta đưa an toàn và cứ để cho các em ở nhà mãi. Thì ảnh hưởng rất nặng nề tới tâm lý, tới cái việc quá trình học tập. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau Tết, trên cơ sở kinh nghiệm của các địa phương sẽ từng bước đưa học sinh trở lại trường. Từ đó sẽ có kinh nghiệm rút ra để sớm đưa tất cả trở lại trường.